Dạ vâng, em Tùng xin chào nè. Hôm nay về một cái hộp từ Mỹ về, cái Ryobi, bao gồm có hai cục pin 3A HB. HB là dòng cao, xả cao nha. Và hai cục pin này nó từ Mỹ về, có chứng nhận UL từ Mỹ về, và nó new 100%, bao gồm có túi xách và một sạc. Thì cái hàng Mỹ về nó mới 100%, hai pin 3 HB, dòng HB thì dòng khá là cao, và cái giá của nó là 2,2 triệu, bao gồm hai pin, một sạc, một túi xách. Thì bên này sử dụng chung ở cái hộp pin của anh em sử dụng nha. Đây thì mình sẽ test cho anh em xem. Cái này là cái ống nha anh em. Các ống cao su, các ống tròn rồi tất cả các kiểu, và các cây cảnh rồi cũng được luôn. Những anh em đã có pin thì mình sẽ mua cái này và mình cắt thôi nha. Cái thân máy này giá của nó là 2,9 triệu, và hàng Mỹ về, B593. Đây. Vâng, và một cái bộ pin thì 2,2 triệu, hai pin, một sạc, một túi xách, new 100%, 2,2 triệu, và cái thân máy này giá 2,9 triệu. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Cái này nó khá dày nha. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em.